người đến cõi kia phải nhận thức đúng đắn thấy cõi Phật và các đại chúng chớ sinh lòng coi thường mà tự làm thương tổn mình. Vì sao vậy? Vì các vị Bồ Tát kia vai đức khó sánh kịp, do nguyện độ sanh thôi thúc vì nhân duyên lớn mới sanh về cõi đó. Khi ấy, Bồ Tát Bảo Thắng nhận hoa vâng lệnh rồi cùng với vô lượng trăm ngàn vô số đại Bồ Tát xuất gia tại gia và vô số trăm ngàn đồng nam đồng nữ đầu lễ chân Phật đi vòng bên phải rồi xin giã từ. Mỗi vị mang theo vô lượng các loại hoa hương, tràng phan, lọng báu, y phục, trang sức quý và các phẩm vật cúng dường khác bắt đầu lên đường. Vô số cõi Phật ở hướng Tây Bắc đã đi qua, đến cõi Phật nào cũng cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót cõi nào. Khi đến chỗ Phật Thích Ca, đầu lại hai chân Phật đi quanh trăm ngàn vòng rồi lui đứng một bên. Bồ Tát Bảo Thắng tiến tới trước Bạch Phật. Bạch Thế Tôn ở phía tây bắc của cõi này, trải qua vô số thế giới, có thế giới tận cùng tên là chân tự tại, có Phật hiệu là nhất bảo cái thắng như lai, ứng tránh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian dài, vô thượng trượng phu, điều Nghị sĩ.